Hello anh em, mình là Sang Nguyễn Pham. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em hai con quái vật bên mình. Thứ nhất, một con ghét tegu, hằng lằn tegu Argentina Lisa. Và thứ hai là ếch bò châu Phi. Đây, con ếch bò châu Phi này á, được mệnh danh là quái vật. Nó có thể ăn rắn, ăn chuột, ăn thịt. Dữ lắm. Là con bữa nay nó no rồi, bữa nay nó no rồi, bởi vì nó mình mấy cho nó ăn thì nó hơi khó, chứ con tegu à, đút đút vô ăn, đút vô ăn anh em. Đó, ai tấp hụt giật này. Nó ăn tạp lắm, con ếch quái vật này nó ăn tạp lắm, được cái gì nó cũng ăn hết. Ví dụ anh em đưa cái gì mà có mùi thịt không nó ăn, ăn ngon thì nó ăn, nó không ăn thì nhả ra ác ồn vậy đó. Tại vì mình nuôi trong chuồng á, mình để đút vô ăn liền à, rất là dễ ăn anh em. Còn mình đem qua đây nó hơi bị lạ, cái hai để gần con tegu nó hơi sợ á, nó sẽ đề phòng cảnh giác hơn, nó không sẽ không ăn. Mày không ăn thì tao cho con tegu ăn, không có cái gì hết trơn á, giờ nè phải không? Tao nói lần cuối ăn không? Bây giờ không ăn phải không? Tao cho tao ăn. Ăn con. Mẹ hết luôn. Không tao ăn nha. À, nhanh bay. Quỷ yêu không à? Đó. Có ếch bò châu Phi nè, anh em nuôi dễ nuôi lắm. Anh em cứ để một cái chuồng, chuồng lưới hay hay chuồng bằng mặt cũng được. Anh em chủ yếu là không có ăn mà đứa hoài thì ghét. Giới thiệu anh em á, con ếch bò châu Phi này anh em chỉ cần là để một cái ao nước nhỏ thôi, để một góc, còn một bên là khô, nó một bên là có nước, một bên là khô, rồi anh em cứ để xong thôi, riêng cho ăn thôi chứ không có gì nữa. Chứ nhiệt độ ổn định tầm 28 đến 30 độ C, nó sống nhiệt độ ầm 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 á, cho nên em đừng để nắng quá bị khô da của nó. Rồi cứ một tuần anh em cho ăn hai lần cá nè, chuột nè, gà nhỏ nè, những thịt nè, xương gì đó anh em cứ ăn thoải mái, không có gì mà khó khăn hết trơn á. Nó anh em mà đút đút ăn nên hạn hạn chế cầm tay nha, tại con ếch này có gân á, nó cắn thì nó không có sát thương cao quá mà nhưng cũng phải ảnh hưởng ta anh em ra máu á. Bơ ăn đi chứ ỏ nó, anh em thấy không, thấy không, anh em thấy hai cái răng đó không, hai răng nanh nó đưa ra đó, nó sẽ nuốt chọng, nó sẽ nuốt bất cứ những thứ gì mà vô miệng đó, nó sẽ nuốt chọng luôn. Nó nghĩ đi, đó thấy không, nó nuốt hết luôn rồi nó bắt đầu tiêu hóa từ từ, chứ nó không không có cái chuyện mà nhai nha, giống như tigon vậy luôn, nó sẽ nuốt hết tất cả những cái thứ gì mà nó hít vô miệng nó, ngạc lắm. Thì nhân đây mình cũng giới thiệu sơ lược về hai cái dòng này mình thôi, còn nhiều lắm anh em, như dòng Nam Mỹ nè, mình cũng nuôi thỏ nữa, mình nuôi chó, mấy con chó phốc này kia đó, phốc mini, để từ từ mình sẽ review cho anh em. Hai cái má con này với con ếch này là chơi cái bài tục kêu là đúng luôn đó. Em nghe con bạch tuộc kêu tút 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 thôi, ăn no rồi à, chở tao về nhà ngủ. Đôi bạn hằng ha, đồ ăn hàng đó mà nuôi một con ở chuồng riêng nha, chứ nuôi chung là coi mệt á. Thôi đi về, bye bye, chào anh em nha, bye bye, em đi về đây. Dạ.